trên màn hình của các bạn đó là cái website Tamu. Tamu đó là một cái um, nền tảng của trung quốc nó đã xâm nhập vào cái thị trường việt nam trong những ngày gần đây nên là bạn thấy là khi mà mình đọc báo chí mình thấy là rất là nhiều nhà bán hàng ở việt nam từ shopee tiki lazada họ lo sợ là cái Tamu này nó sẽ áp đặt một cái giá nó khá là rẻ và nó sẽ bán trực tiếp cho người tiêu dùng ở việt nam người việt nam nó sẽ đổ vào cái website này họ mua hàng thay vì mua trên những nền tảng khác nó rẻ hơn mà và nó đẹp hơn chẳng hạn thì thật sự những cái sản phẩm mà trên tầm mưu như vậy thì cái chất lượng sản phẩm nó có tốt hay không à, thì đó là cái nội dung của video ngày hôm nay ngoài ra bạn thấy là mình cũng muốn giới thiệu thêm bạn là ở tầm mưu á nếu mà bạn để ý nó, nó, có một cái chương trình là Lee á có nghĩa là nếu mà bạn xài tầm mưu và bạn giới thiệu cái tầm mưu này cho một cái người nào đó thì cái người đó họ khi mà họ tải ứng dụng họ đăng ký rồi họ đặt hàng á thì bạn được sở hưởng hoa hồng phần trăm bạn thấy ở đây là nó có hoa hồng từ 30% và nó ghi nè đối với các đơn hàng mà trong vòng 30 ngày tới kể từ khi mà người được bạn giới thiệu họ tải xuống ứng dụng họ mua hàng á, thì bạn được hưởng nằm trong khoảng phần trăm này ngoài ra thì đối với các người mà được giới thiệu họ tải xuống lần đầu à, và họ đặt hàng á à, thì đơn hàng theo phương thanh toán chi tiết giao hàng thì sẽ được giao xong gì đó thì bạn sẽ được thưởng 150 trăm năm mươi đọc thêm những cái phần này ha thì nó đi là khá là nhiều à, hưởng tỷ lệ phần trăm tại sao là bao nhiêu là 10 tại sao lại là 20 khi nào là à, 30 thì đối với cái đơn hàng mà bạn mua mà nó từ 2 triệu rưỡi tới lên thì bạn được hưởng 30 phần hàng thì bạn thấy là cái affiliate này nó khá là hấp dẫn đúng không vậy thì cái nếu mà nó cung cấp một con sản phẩm mà nó rẻ nó có chất lượng mà nó cung cấp đúng với nhu cầu của cái khách hàng thì họ khách hàng Việt Nam mình hoàn toàn có thể làm vào đây họ mua hàng mà cái người mà giới thiệu khách hàng họ vào đây họ mua hàng họ cũng được hưởng phần trăm cái tiền ở đây 30 mươi phần trăm và nó còn nhiều cái chương trình khác nữa affiliate khác nữa và như bạn biết thì thì một cái nền tảng mới khi mà nó mới, mới vào thời gian thị trường nó khá là nổi khá là hot và nó cũng áp dụng nhiều cái chương trình khuyến mãn để mình thu hút người dùng nên là bạn thấy là hiện tại bây giờ trên Facebook đó, nếu bạn search cái chữ tờ mu bạn thấy nó có rất là nhiều hội nhóm họ đã tạo ra những cái trang là tờ mu eh, giống như vậy nè và khi mà mình sách mà thấy có một cái trang tàu mua affiliate a nó cũng không, mình không biết là tạo từ thời điểm nào nhưng mình nghĩ là cái group này là một cái group cũ và nó thấy cái tàu mua affiliate này là nó đang hot và nên là nó đổi cái tên cái, cái trang facebook cũ nó thành cái trang tàu để mà nó nắm cái trang này và nó làm cái chương trình affiliate a thì mình không biết là thật sự là mọi người làm affiliate a trên tàu mua có kiếm được tiền hay chưa mình thấy là cũng chưa có nhiều bạn xe là À, đã kiếm được tiền thì, thì mua nhiều chủ yếu là à, cái xe này vẫn còn mới nên là mình chưa thấy nó có nhiều cái case study. Tuy nhiên những cái hội nhóm như vậy nó đã bắt đầu nó xuất hiện trên cái à, Facebook rồi và à, mình sẽ thử để cái đường link affiliate tà mô trong cái video ở dưới một YouTube này. Thì các bạn nếu mà các bạn có muốn thử thì bạn có thể đăng ký qua cái đường link này. À, nếu mà có dịp bạn mua gì đó thì, thì mình thử xem coi là cái tờ mưu nó có thật sự là nó cho mình cái file này không? mình cũng chưa có biết à, mình thật, mình chỉ nhận thấy là tờ mưu nó đang có những cái chương trình affiliate này mà mọi người đang khá là lao và khá là hot và mọi người đang lao vào cái cái ứng dụng này mình cũng chưa chưa có thấy là nhiều bạn nào mà à, thật sự mà rút tiền được về ở đây khi mà bạn làm affiliate nó có cái phần mà rút tiền nè mình thấy nó ghi là sẵn có 50.000 mà nhưng mà khi mình rút tiền thì mình thấy là mình chưa có rút được mình cũng chưa có hiểu nữa không biết cái tiền này là cái tiền màn hình hay là nó cho mình rút hay không nhưng mà khi mà mình rút về thì nó chưa có rút được ha thì thì để mà rút được thì có thể là mình sẽ ít nhất là bạn có bao nhiêu tiền 150 trăm năm lên hay gì đó mà mình phải chia sẻ những cái đường link này thì thử các bạn có thể nhắc vào cái đường link mình để trong cái video các bạn cài tải và cài thử ứng dụng này xem coi là mình có được uh, chia sẻ cái hoa hồng hay không để mình kiểm tra mình test cái ứng dụng này đó cái tà mông này nó như thế nào hay là nó chạy những cái chương trình nào để bên hút người dùng thật sự còn cái tiền thì nó rút ra rất là khó thì <laughs> thì những cái quan chức, <laughs> chức năng hiện tại bây giờ cũng đang khá là cảnh giác với cái ứng dụng tà mô này ha nó mình không biết là cái sản phẩm bên đây nó nó cung cấp nó sẽ như thế nào à, và nó có làm hại cho những cái doanh nghiệp khác khi mà bán hàng trên những cái nền tảng khác như là shopee tiki lazada hay không như bạn thấy á là khi mà tiktok nó vào việt nam đó, lúc đầu mọi người cũng rất là bình thường đúng không nhưng sau một sau khoảng thời gian một năm hai năm thì tiktok nó bắt đầu nó phát triển nó lên thì ảnh hưởng đến cái nhà bán hàng trên những cái nền tảng khác hoặc là rap hồi xưa bạn thấy là khi mà rap vào việt nam mọi người cũng bình thường nhưng mà sau khi đó một khoảng một hai năm thì nó đã đánh bật những cái doanh nghiệp à, vận tải truyền thống khác như là taxi là mai linh và bây giờ bạn đi ra đường bạn thấy là những cái bác mà chạy xe ôm ở những góc ngã tư họ không còn chạy xe nữa có thể là rất là khó chạy bởi vì mọi người đã đi từ Grab rồi nên là cái ứng dụng tờ mưu này mọi người cũng rất là cảnh giác những nhà bán hàng ở việt nam cũng khá là cảnh giác không biết là nó sẽ gây cái xáo trộn gì đó cho cái việc mà, mà kinh doanh hay không ha thì nó cũng còn mới quá nên là mình cũng chưa có nhiều thông tin à, thực tế từ những cái nền tảng từ chia sẻ của cộng đồng nhưng mà mình thấy là mọi người đã bắt đầu tạo cộng đồng facebook à, về tờ mưu à, chia sẻ rầm rộ trên báo chí trên đài trên youtube và đã có tập mưu đã có những, những cái chương trình alpha đen này nên là mình thử để cái đường link trong cái kênh youtube này thử xem coi là khi mà các bạn đăng ký qua cái đường link đó thì cái số tiền á nó có được thưởng giống như là cái nó được công bố ở đây không ha rồi cảm ơn các bạn đã xem nếu bạn có thời gian thì bạn hãy đăng ký thử cái đường link mình để trong cái kênh youtube này ha rồi, cảm ơn các bạn đã xem